Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Chúng ta tiếp tục với bài 34.14 Trong phần JavaScript Object Giải bài tập ZS34 Đây là đề bài của ngày hôm trước Chúng ta sẽ có class cha là shape này Và hai class con kế thừa từ class cha là square Và rectangle Nhiệm vụ là tính diện tích của hình vuông Và hình chữ nhật dựa trên các đối tượng Chúng ta tạo ra từ square và rectangle này Các bạn mở VS Code Tạo thêm một bài mới bài 34.14 Tạo file index và file main đi file main vào trong file index Chúng ta sẽ code trong file main Đầu tiên là cốt cho class Dùng từ khóa class này Dấu cách tên class là xếp Màu nhọn Phần thân của class Thì chúng ta sẽ có một thuộc tính là Name Constructor Màu tròn Name này có một thuộc tính thôi Màu nhọn enter xuống Zit name Bằng name Chấm Ok Như vậy là xong phần thuộc tính Tiếp theo là phần phương thức phương thức dùng để tính diện tích mặc định thì chúng ta trả về return về không nhá return về không tên phương thức là gì calculate calculate này để là area hoặc tròn đơn giản thôi return về về không tức là không có hình nào chúng ta return về diện tích bằng không được chưa như vậy xong class cha tiếp theo lớp con này lớp con chúng ta sẽ có hai lớp con kế thừa từ lớp cha này thì lớp đầu tiên là là hình vuông class này đặt tên là square tiếng việt mình dịch ra là hình vuông đấy đúng không xten mở rộng từ cái class xếp kia đấy. phần thân này chúng ta sẽ có thêm hai thuộc tính là gì ạ? Là thêm một thuộc tính thôi là sai là cạnh đúng không thì dùng constructor này màu tròn này liệt kê thuộc tính đầu tiên name là của class cha có rồi thuộc tính thứ hai mới bổ sung thêm là là sai thì do chúng ta sử dụng lại cái thuộc tính mà cha đã có cho nên chúng ta dùng từ khóa supper để gọi thuộc tính từ class cha đúng không name này các bạn thấy này gọi thuộc tính name từ sếp đúng không name như vậy xong phần gọi thuộc tính từ lớp cha tiếp theo này cái thuộc tính bổ sung của class square này chúng ta dùng gì zit chấm sai đúng không zit chấm sai bằng sai chấm vậy rồi xong contractor tiếp theo này chúng ta sẽ ghi đè lại cái phương thức tính diện tích calculate area này của phương thức tra khi mà chúng ta định nghĩa một cái phương thức cùng tên với cái lớp tra đã có thì nó sẽ ghi đè lại nó tái định nghĩa lại cái phương thức của lớp tra chúng ta sẽ ghi đè lại phương thức của lớp tra override lại phương thức tính diện tích rồi tên này calculate area tên phương thức giống hệt với tên phương thức đã có ở lớp cha nội dung này chúng ta sẽ return về công thức tính diện tích của hình vuông là cạnh bình phương đúng không chúng ta sẽ lấy zit size zit chấm size nhân với zit chấm size tức là cạnh bình phương lưu lại như vậy là xong xong lớp con thì các bạn lưu ý là cái lớp con này này nó kế thừa từ sếp thì chúng ta phải viết tách biệt ra khỏi class cha bạn nào mà viết trong thân của class cha là bị sai mình sẽ ẩn lại nhé đây class cha đây này class con này, này. đấy hai khối tách biệt và class square là mở rộng từ class cha sếp này tương tự chúng ta sẽ có lớp con của sếp thứ hai đó là hình chữ nhật class sẽ là rectangle kế từ từ item này từ thằng sếp đúng không Xếp, màu nhọn enter xuống này đầu tiên là contractor thì vẫn có thuộc tính name của lớp cha và hai thuộc tính thêm nữa là gì độ rộng và chiều cao rồi nội dung chúng ta sẽ cùng từ khóa là supper để gọi cái thuộc tính từ lớp cha là name chấm phẩy này tiếp theo là khai báo thêm hai thuộc tính bổ sung thêm của cái class rectangle đó là width và hai dùng Width này dít chấm width bằng width và dít chấm 2 bằng 2 chấm phẩy lưu lại như vậy là xong phần contractor tiếp tục chúng ta lại lại override lại phương thức tính diện tích bởi vì chữ nhật thì công thức tính nó khác đúng không override lại này ghi đè lại dùng gì calculate area màu tròn này là return về lấy gì chiều rộng nhân với chiều cao đúng không dít chấm quýt chiều rộng này nhân với chiều cao dít chấm hai lưu lại như vậy là xong hai cái lớp con là lớp hình chữ nhật và lớp hình vuông được kế thừa từ class shape đây gọi nhìn lại này đầu tiên chúng ta sẽ có class cha là shape này có contractor là name và phương thức tính diện tích mặc định theo return về không bởi vì chúng ta chưa có hình gì cả còn lớp con sẽ kế thừa từ sếp có thuộc tính name lấy từ cha gọi từ khóa supper và thuộc tính thêm là sai ít chấm sai sẽ bằng sai chúng ta sẽ ghi đè lại phương thức tính diện tích và return về cạnh nhân cạnh tức là cạnh bình phương đối với hình vuông còn lớp con xếp hình chữ nhật tên sẽ là rectangle được mở rộng từ class cha là sếp constructor kế thừa từ thằng cha thuộc tính name và hai thuộc tính mới là width và height. Vì vậy chúng ta dùng từ khóa supper gọi thuộc tính name contractor của lớp cha và chúng ta khai báo thêm hai thuộc tính mới là width và hai. Tương tự chúng ta sẽ override tái định nghĩa hay là ghi đè lại phương thức tính diện tích đối với trường hợp nó là hình chữ nhật lấy chiều rộng nhân với chiều cao. Rồi ở bên dưới này chúng ta sẽ tạo các đối tượng hình. Đầu tiên là tạo hình vuông constant để square 1 sq1 này bằng new square. Để tạo đối tượng từ class square, màu tròn. Truyền tham số đầu tiên là name, là hình vuông. Thấy. tham số thứ hai là gì? Là chiều dài của cạnh, giả sử bằng 5. Như vậy là xong đối tượng đầu tiên. Đối tượng thứ hai này, conton. Là hình chữ nhật, là rectangle. Mình để là rect một đi. Bằng new rectangle. Tạo một đối tượng từ class rectangle, màu tròn này. Nháy kép. Đầu tiên sẽ là thuộc tính name là hình chữ nhật. Vậy, tham số thứ hai sẽ là gì ạ? Chiều rộng ta sử để là 4. Chiều cao mình để là là 6 đi. Đấy, lưu lại. Như vậy là xong bước tạo đối tượng. Bước tiếp theo, tính diện tích và in ra kết quả. Chúng ta chỉ cần gọi phương thức tính thôi. Phương thức là calculate area. Có số lốc này, sq1 chấm calculate area mở đóng ngoặc lưu lại tương tự chúng ta sẽ có là rec một gọi phương thức là calculate area đúng không nhấn alt ship xuống này copy đây là rec một rồi lưu lại Xem kết quả nhá câu like chuột phải chọn kiểm tra chuyển sang tab console kết quả là diện tích hình vuông sq một chấm calculate area sẽ là năm nhân với năm bằng hai mươi diện tích hình chữ nhật là lấy chiều rộng nhân chiều cao kết quả là bốn nhân với 6 thì bằng 24. Chúng ta có thể chỉnh sửa cách trình bày một chút để cho nó đẹp hơn. Còn số lốc này, các bạn dùng dấu bách tích, dấu phẩy ngay dưới phím EC. Ở à, diện tích của cách ra của cái hình gì đúng không? Dùng đô la này, hoặc nhọn này. Các bạn dùng là SQ1 chấm nêm đấy là đô la này màu nhọn này, và chúng ta truyền cái SQ1, gọi phương thức ra, Ctrl C, Ctrl V ở đây, lưu lại, tương tự nhấn Alt Shift xuống này, diện tích của rect 1 name là rect 1 Calculate. Area. nhìn kỹ nhá, đây là kết quả này, diện tích của câu thông báo đây, diện tích của hình vuông chính là cái thằng. sq 1 name này này. Bởi vì cái sq1.name thì cái thuộc tính name này của nó sẽ là giá trị hình vuông chúng ta truyền vào đây, đúng không? Là hình vuông này. Tiếp theo này là là đây. Và cuối cùng nó tính toán dựa trên cái phương thức là sq1.calculate area và kết quả là 25. Chỉ là thay đổi cách trình bày thôi. Qua ví dụ của bài ngày hôm nay, các bạn sẽ thấy là trong trường hợp mà class cha đã có một phương thức thì class con kế thừa hoàn toàn có thể tái định nghĩa, ghi đè lại phương thức của lớp cha, đúng không? Và khi chúng ta tạo một đối tượng từ class con SQ1 bằng new square này thì gọi phương thức calculate area. Việc đầu tiên nó sẽ kiểm tra nội tại của cái class đó đã. Nếu class đó không tồn tại cái phương thức này thì tiếp tục nó chuyển lên tìm ở phần nguyên mẫu cấp cao hơn. Để mình cho các bạn xem nhé. Đây này. Trong trường hợp này thì rõ ràng square nó có một cái phương thức là calculate cho nên nó thực hiện phương thức nằm trong square. Nhưng nếu mình xóa đi bạn bôi đen này và nhấn can cho sược bỏ đi này Chắc chắn nó sẽ nhảy vào thằng cha nó để nó tìm Và kết quả diện tích sẽ trả về không Kiểm tra nhá Đây là kết quả Diện tích của hình vuông là là không Lý do là khi chúng ta sử dụng phương thức sq 1 area Việc đầu tiên nó sẽ kiểm tra xem cái class square Đây Chính cái class này này Đấy Chúng ta tạo đối tượng từ class này mà đúng không SQ1 bằng new square Bây giờ nó kiểm tra xem nội tại cái class này có phương thức Calculate Area hay không. Hiện tại chúng ta đang không khai báo phương thức Calculate Area. Đã ẩn đi rồi. Chính vì vậy nó sẽ tìm trên cái nguyên mẫu tầng cao hơn để xem có phương thức này không. Và đấy cũng chính là cách hoạt động của nó nhé. Đầu tiên nó kiểm tra nội tại trước. Không có thì kiểm tra lên class cha của nó. Tức là cái prototype nguyên mẫu của nó. Đúng không? Và kiểm tra nguyên mẫu thì có phương thức này. Cho nên kết quả trả về là không. Bây giờ này, mình bỏ cái này đi. Chúng ta sẽ tiếp tục ghi đè lại. Đấy. Khi ghi đè lại thì có phải là cái phương thức này tồn tại trong square đúng không? Cho nên kết quả là chúng ta thu được diện tích là 25. Ngoài ra, qua ví dụ này, các bạn sẽ thấy là cái phương thức calculate area này có một tên duy nhất thôi, đúng không? Nó đồng nhất trong trường hợp cả với hình vuông và cả hình chữ nhật. Nhưng mà nó lại thực hiện hai cái việc tính toán khác nhau. Đây là cái điểm lợi của lập trình hướng đối tượng. Bài giải hôm nay sẽ tạm dừng ở đây mình sẽ đẩy cốt này lên git để các bạn tham khảo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công